Thưa quý vị và các bạn, ruộng bậc thang không chỉ là nguồn cung cấp lương thực tại chỗ, mà còn mang đậm nét văn hóa. Vào mùa lúa chín vàng, những diện tích ruộng bậc thang tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, thu hút du khách. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp vùng cao Bắc Yên trong mùa lúa chín. Huyện Bắc Yên có tổng diện tích lúa ruộng vụ mùa là 2.530 ha, trong đó diện tích ruộng bậc thang ở các xã vùng cao hơn 1.500 ha, tập trung ở các xã Hang Chú, Xím Vàng, Làng Chếu và Tà Xùa. Ruộng bậc thang ở vùng cao không chỉ là nguồn cung cấp lương thực ổn định dân cư, mà còn là tài sản có giá trị mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao từ bao đời nay. Không những vậy, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trải rộng sắc vàng trên các triền núi sườn đồi còn tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. Vụ mùa của nhân dân ấy, thì trên địa bàn xã Hàn Chú thì cái diện tích ở ruộng bậc thang ấy, thì cũng tương đối là nhiều. Thì tổng diện tích ở trên địa bàn xã thì 583 ha. Hiện nay thì 100% là các hộ gia đình trên địa bàn xã thì cũng đã áp dụng khoa học kỹ thuật đưa các cái giống mới có năng suất cao để vào sản xuất. Thế thì cái chất lượng thì cũng đã có hiệu quả hơn trước đây sử dụng cái lúa cũ. Mùa này khắp các triền núi những diện tích ruộng bậc thang đã chín vàng. Tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân các bản vùng cao đang tập trung thu hoạch lúa mùa. Đầu đầu cũng nhộn nhịp, vang vọng tiếng máy tuốt lúa, báo hiệu một mùa bội thu. Trước đây làm nương năng suất thấp, hiện nay thì gia đình tôi đã bỏ hẳn lúa nương rồi, chủ yếu là làm lúa ruộng, dùng giống mới, phân bón cho đồng ruộng nữa nên cũng đạt năng suất. Xã Xím Vàng có 421 hectare ruộng bậc thang. Do cách khai hoang và tùy thuộc vào địa hình, người dân nơi đây đã tạo ra những cung ruộng bậc thang xếp tầng, xếp lớp qua triền núi sườn đồi. Chính từ những diện tích ruộng bậc thang ngút ngàn này không chỉ đem về những mùa vàng ấm no mà còn tạo một khung cảnh ấn tượng tuyệt đẹp, thu hút khách du lịch đến trải nghiệm vào mùa lúa chín. Để thực hiện theo những nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 thì đã ra cái nghị quyết là cải tạo tất cả các ruộng bậc thang của xã Xím Vàng là để đảm bảo cho cung cấp những cái lương thực thực phẩm đảm bảo đủ cho nhân dân để đảm bảo an ninh lương thực. Nhưng mà chúng ta cũng phải chỉ đạo nhân dân cũng phải tu sửa tất cả các kênh mương của nhà nước đầu tư để mới năng tu sửa hai lần để đảm bảo nó có nước tưới tiêu cho ruộng bậc thang. Được quan tâm và đầu tư cho bản Xím Vàng được 4 công trình thủy lợi để phục vụ lượng nước đủ tưới tiêu cho ruộng bậc thang thì hiện nay bản Xím Vàng đã đạt tới là 106 ha ruộng bậc thang. Thì cũng đủ để cho bà con lượng thóc phục vụ cho hàng nang. Những thổ ruộng nằm uốn lượn quanh những ngọn núi cao sườn đồi vào mùa lúa chín vàng tạo nên một kiệt tác thiên nhiên tuyệt đẹp. Những năm gần đây, do có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ khai hoang ruộng bậc thang và đầu tư công trình thủy lợi, nên số diện tích ruộng bậc thang ở các bản vùng cao không ngừng tăng lên. Cùng với đó, bà con nhân dân vùng cao cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như dùng máy cày bừa, máy tuốt lúa, nâng cao năng suất chất lượng, lao động, đồng thời dùng phân bón và giống lúa mới nên đạt năng suất cao hơn. Mỗi năm vào vụ sản xuất, gia đình tôi dùng hoàn toàn bằng giống lúa mới là giống 305 nên năng suất cao, cơm dẻo và ngon hơn so với dùng giống lúa cũ. Những diện tích ruộng bậc thang đã giúp giải quyết được cái đói cái nghèo, làm cho đời sống của bà con nhân dân vùng cao ngày càng được cải thiện, đồng thời tạo ra một bức tranh thiên nhiên vàng óng, thu hút khách du lịch.